đã làm cho được cho anh rồi. Nói chung là cái này là hên xui may rủi, vì chìa khóa này là khóa lâu thì vừa nãy em đã làm được. Xiết vào cái đấy đi em. Để tôi em quay cái thông số đó đôi chút đó. Đã đăng ký lại được vấn đề trên cái khóa, vừa lấy nó cũng bị đôi chút thì trục trặc về vấn đề khi chúng ta thao tác ở trên cái đăng ký cái khóa. Để chúng ta xoay trên đúng khóa thì bây giờ đã ok, xong hết rồi nha em ạ. Bây giờ là đã được trải nghiệm mọi cái thực tế, xe chạy ok. Thì và vừa lấy mình phải đăng ký hai lần, có nghĩa là chúng ta phải thao tác nhuần nhuyễn thì chúng ta mới đăng ký cái chìa khóa cũ. Chìa khóa này là chìa khóa Trung Quốc nha anh em. Cái chìa khóa này có thể là những khách hàng đi ra những tiệm chìa khóa thì trên đây là nó có một cái chốt này, giữ lại con chip bên trong. Xong rồi chú Ngọc Thêm nhá, xong rồi nha anh em. Thì đã hoàn thành tất cả mọi công việc đến khi mà xe phải được trải nghiệm thực tế, cũng như là chạy phải ngon ngọt nhẹ nhàng thì mới gọi là kết quả chúng ta mới được yêu cầu. Chứ còn nếu gia dụng đưa ra mà kết quả thì làm đến thế thôi cũng chưa được như yêu cầu mong muốn. Vừa nãy tôi đã sao chép lại chìa khóa, đăng ký lại chìa khóa những anh em đã đương làm, những cái khách hàng đương làm ở chính những tiệm chìa khóa bình thường. Đây là những con chip lô, con chip Trung Quốc, và tôi sẽ để đăng ký trở lại. Em cắm vào lại thiết bị để anh kiểm tra lại cái thông số, và đây thì chúng tôi sẽ cho kết quả cái thông số hiện nay. Đây. Em kết nối vào giùm anh cái thiết bị cho xem. Bây giờ là tiếng máy sẽ đổ bình thường hết tất cả mọi cái, có nghĩa ở đây là chúng tôi là cái kết quả, nhưng mà có cái là hơi bị nhầm lẫn, không phải là nhầm lẫn mà do là vấn đề chúng ta đăng ký khóa vừa nãy để cho lại cái chìa khóa cũ cho khách hàng thì chúng ta phải luôn luôn phải mượn hồn đổi xác để chúng ta mới làm được việc đó. Nhưng với mức độ cái chìa khóa nó là một con chip lô thì luôn luôn trong tình trạng chúng ta có thể, đúng rồi em, đây này. Đây, cấp nguồn thêm cái nguồn nữa em này, em ơi, cái nguồn tại dòng Piezo thì bắt phải có cái nguồn. Thì đây rồi, tôi sẽ cho anh em thấy cái kết quả thì vòng tua máy. Rồi, xin chào, cảm ơn chú Thu Minh nhá, Nguyễn. Rồi, ok. Thì cũng bị thiếu mất nhiều cái tính năng như trên cái đồng hồ. Thì những cái đồng hồ mà giá trị nó cao quá thì cũng rất là khó để anh em có thể hỗ trợ một anh em thợ. Nên là chúng ta cũng phải trang bị cho vật cửa hàng chúng ta. Đặc biệt đó là những cái đồng hồ đưa ra một cái giá trị chuẩn. Thì khi mình đi đến hỗ trợ các anh em nó cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu chúng ta đưa một cái đồng hồ mà không được như ý á, thì cũng rất là khó nha anh em. Thì sắp tới đây thì ngày 25 thì 25 tháng 3 này tới thì chúng tôi đường có một lớp khóa đào tạo ban ngày về hệ thống phun xăng điện tử. Cái quan trọng là các bạn phải biết được chức năng, nhiệm vụ. Đây các bạn nhìn này, thông số chuẩn của những dòng xe thì sẽ đạt của dòng xe Piezo phải đạt được từ 1.800 cho đến 1.900 vòng trên phút nha. Góc mở bướm ga thì phải là 2,4 đến 2,6 độ. Đó là theo đúng mặc định của những nhà sản xuất. Bạn lưu ý khi chúng ta sửa xong một cái ban hoặc là một cái vấn đề khi anh em gặp phải trên những dòng xe Piezo thì chúng ta phải hiểu được trong tất cả một cốt lõi bên trong những cái tính năng, những cái thông số về những tín hiệu gửi về cho ECM và cơ cấu chấp hành. Những dòng xe Piezo này khi chúng ta có đầy đủ những cái thiết bị thì đối với tôi thì sửa xe những dòng xe Piezo thì hôm nay là một cái dòng xe Piezo mà tôi đã làm hơi bị lâu, có nghĩa là hôm nay tôi cũng quên không mang cái đồng hồ, và thứ hai nữa là một thiết bị Milliketul để chúng tôi có thể sao chép trên một chìa khóa Piezo.
thì đó là cái vấn đề thiếu sót trong vấn đề chúng tôi đi hỗ trợ. Nhưng ở đây thiếu sót là chính những anh em thợ không trang bị cho những cửa hàng những cái đồng hồ đó là thiết yếu về bây giờ hệ thống sửa chữa đó là phun xăng điện tử, thì chúng ta phải có được nhiều điều quan trọng. Thì trên đây vừa nãy tôi đã đăng ký là được phải ít nhất phải 2 chìa khóa và tôi có copy thêm một cái chìa khóa trên đây để có thể mượn hồn đổi xác, có nghĩa vừa nãy tôi sẽ mượn cái xác của bên một cái khóa mà đây đã có cái lõi nhá. Anh em lưu ý khi chúng ta đến một cửa hàng mà trên của các bạn khi muốn thêm một cái chìa khóa đó hoặc chúng ta có thể xóa trong mưu thì chúng ta sẽ mượn một chìa khóa của khách hàng khác để chúng ta có thể thêm một chìa khóa để đăng ký. Đó là cái quan trọng. Còn anh em nào chưa biết đăng ký thì cứ gọi điện về cho tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để chúng ta mượn hồn đổi xác để chúng ta có thể đăng ký những dòng xóa piezo bảo mật. Thì khi các bạn lưu ý vòng tua của những dòng xe piezo thì khi nhiệt độ càng ngày một tăng lên thì cái vấn đề ổn định của nó là 1.800, 1.700, 1.800 nhá, vòng trên phút. Đó là cái thông số khi chúng ta chuẩn. Quan trọng nhất là khi chúng ta phải thì tiếng máy nó phải nổ đều đặn. Đây thì các bạn nghe rõ đây. Quan trọng là vòng tua nó phải tròn thì chúng ta mới được kết quả chuẩn xác được. Với mức độ thì các bạn phải lưu ý, đây là một cái cảm biến trên đây. Thì cái cảm biến xe này nếu mà trong tình trạng thì chúng ta mở ra bên trên F thì xe đường trong tình trạng nhạt, tỷ lệ nhạt nhiên liệu nhá anh em. Đây là A trên F. Xe này thì nói chung là cũng không được, chưa được đạt yêu cầu, có nghĩa là vẫn còn một tín hiệu, đó là cảm biến cuối nguồn, đó là cảm biến oxy. Đơn vị lỗi cảm biến oxy. Thì trên đây có nghĩa là mà khi cái xe bật ra ngoài giải có nghĩa là cái xe này đương bị tình trạng là cảm biến oxy, đương có một cái vấn đề. Thì nếu chúng ta muốn biết chức năng nhiệm vụ của cảm biến oxy thì chúng ta muốn kiểm tra thì cũng rất là đơn giản. Thì trên đây chúng tôi vẫn còn đương bị một lỗi, đó là lỗi cảm biến oxy. Thì cái này nó không phải lỗi trong ECM mà lỗi cho chính là cái cảm biến oxy, là cảm biến cuối nguồn. Đó là một nếu nói về tính khoa học thì nó là một đứa con rơi của trên hệ thống cảm biến. Có nghĩa là những tính năng mà những cảm biến thì phải đưa về, gửi về tín hiệu trước. Nhưng mà đặc biệt ở trên cảm biến oxy, đó là một đứa con rơi, có một đứa con dài, con gọi là giống như là lạc loài. Thì nó lại là khi khởi động nổ máy rồi thì cảm biến nó mới đưa, gửi về một tín hiệu là nhiên liệu dư hoặc thiếu thì xe lúc đó ECM sẽ tự tối ưu. Còn khi nhiệt độ gọi là tỷ lệ hòa khí là nhạt như này, đây là cái cảm biến oxy, thì chúng ta sẽ biết rằng là xe đường tình trạng là thiếu nhiên liệu nha anh em. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có một cái công tác kiểm tra, đó là chúng ta kiểm tra về cảm biến oxy. Bây giờ em gỡ cái rắc cảm biến oxy ra. Các anh em sẽ chia sẻ đến hôm khác. Hôm nay tôi sẽ làm một cái dòng xe Piezo thì đường trong tình trạng là xe chạy rất là mất ổn định. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ kiểm tra cho tôi đó là cái nguồn 12V về cảm biến oxy đường có lỗi nhé. Thì đầu tiên các bạn hãy chuyển qua thang đo volt là 20V để chúng ta điện là điện một chiều nhé các bạn. Thì cái điều đặc biệt của trên Piezo thì cũng nhiều, khá nhiều anh em chưa hiểu về cái nguyên lý hoạt động. Em gỡ cái này ra. Thì trên Piezo thì trên một cái nguồn để cấp cho cảm biến này, nó cũng dựa theo vào khi mà nhiệt độ đã tăng cao thì cái nguồn 12V các bạn kiểm tra sẽ không bao giờ có nhá. Nếu chúng ta muốn kiểm tra cái nguồn 12V đó chính xác đến 100% thì chúng ta phải làm gì? Đầu tiên các bạn hãy phải tắt khóa và mở khóa, trong vòng 3 giây sẽ cấp cho các bạn một nguồn 12V.
cũng không cần thiết, cũng không cần thiết phải tháo cái đó. Quay ngược lại giùm anh, quay ngược lại, ok. Rồi anh tắt khóa đi giùm em. Đây này, các bạn đầu tiên thì sẽ trên những dòng xe của dòng Piaggio á, thì hai dây màu cùng chung một màu đó, là màu trắng đó, thì đó là nguồn. Thì tôi sẽ hơi bị lục cục chút xíu. Rồi anh tắt đi, có nghĩa là trên cái nó gương biết là tín hiệu rồi. Và anh bật khóa lên giúp em đấy. Bật khóa lên. Thế đây các bạn nhá, trong vòng 3 giây thì chỉ cần 3 giây thôi là cái nguồn nó sẽ mất. Có nghĩa là nó sẽ đường điều khiển bên trong chính cái ECM. Thì ở đây là những cái nguồn 12V nó sẽ đi theo thông từ những cái như là cơ cấu chấp hành như kim phun, cảm biến oxy, mô bin cao áp và bơm nhiên liệu. Thì nó sẽ đi chung một cái nguồn 12V. Em sao em chờ thời ạ. Rồi anh tắt vào mật khóa giúp em gạn, tắt đi. Tắt khóa và mở khóa, tắt đi. Thì hôm nay tôi sẽ phải mang những cái thiết bị đi để cứu hộ anh em. Thì tất cả những tính năng nhưng mà chúng tôi đã phải không có một cái đồng hồ. Rồi anh tắt đi, bật lại giùm em nữa. Đây các bạn, đó. Nếu chúng ta đã kiểm tra đó là cái nguồn đã có cung cấp cho cảm biến oxy thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại về một là lỗi trên rắc cảm biến, một là trên cái rắc này có thể là lâu ngày oxy hóa cũng bị nha anh em. Thì trên đây tôi đã phải hôm nay cứu hộ thì đã phải có thứ nhất là thiết bị motorcan, thứ hai là tôi sẽ có motorbug. Thì trong một cái quá trình xe dòng xe Piaggio đi á, là sẽ lỗi trong hệ thống mưu trên đó là những điện tử do đâu, do những mô bin cao áp, do những cuồn điện sẽ làm nhiễu hệ thống thì có thể là bị giá trị bị treo. Thì các bạn hãy luôn luôn có những cái thiết bị đó là chúng ta phải lắp phần mềm đầy đủ. Rồi em cài vô đây. Sai em đây đây. Rồi em cài vô. Rồi xin chào toàn thể anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ tắt đi và chúng ta sẽ thử xem là xóa lỗi, xem là cái cảm biến oxy có bị trên đường dây dẫn có bị ảnh hưởng gì hay không. Cũng có lẽ là khi chúng ta nổ máy lên mà báo lỗi thì có nghĩa là trên vấn đề tín hiệu của cảm biến oxy, một là không gửi về tín hiệu, hai nữa là hư cảm biến oxy thì trên đèn báo lỗi lại sẽ xuất lỗi nhé. Thì đấy là xuất lỗi hiện tại. Thì cũng trên giống như trên thiết bị thôi, chúng ta mà đọc thông số hiện hành mà trên đấy là đọc mã lỗi, mà trên lỗi là hiện hành, thì trên thiết bị chuẩn đoán motorcan thì có điều rất là điều đặc biệt cho anh em sẽ biết được kết quả. Thì chúng ta sẽ, cái quan trọng nhất là các anh em sử dụng thiết bị đó là chúng ta có thể chứng minh cho khách hàng như là hao bao nhiêu phần trăm nhiên liệu, và trên những thiết bị này có thể cho chúng ta được cái kết quả. Còn nếu nhiều các anh em bảo ôi cần gì thì có thể các bạn sẽ dùng một cái điện, một cái đồng hồ để chúng ta đo kiểm tất cả những hệ thống. Nhưng chúng ta chỉ cần đào tạo thôi là chúng ta sẽ hiểu được kết quả để chúng ta đo kiểm. Còn khi các bạn mà muốn để phục vụ cho cửa hàng, đưa sự chứng minh và đưa cho cái điều đúng và điều sai, thì các bạn sẽ có những thiết bị để chúng ta chứng minh. Đó là cái quan trọng nhất. Thì đầu tiên thì tôi sẽ phải vào dòng xe và tôi sẽ reset. Lưu ý vì rất là nhiều anh em hiện nay trên thị trường á, khi chúng ta sửa một dòng xe Piaggio thì do là anh em cũng cập nhật rất là ít dòng xe đó, và thứ hai nữa là khách hàng do các bạn không có đủ cái thiết bị và phụ tùng để thay thế thì khách hàng sẽ ít khi nào ghé vào các bạn, và thứ hai nữa là các bạn sẽ không có khả năng để sửa được. Nhưng mà thực chất khi anh em mà có những cái thiết bị rồi thì sửa một dòng xe Piaggio thì gần dễ hơn là cả Honda nha anh em. Cái điều hôm nay là tôi muốn chia sẻ rõ ràng. Lưu ý khi chúng ta muốn để xóa lỗi thì trên thiết bị này thì chúng ta sẽ phải khôi phục. Thì cảm biến của oxy của anh nó đừng bị vấn đề đấy. Thì khi xóa lỗi những cái lỗi mà
Hiện hành thì đường là bị hư những cảm biến, còn mà hôm nay có lẽ là xe dòng xe Biso này đường bị tình trạng ở đây. Thì trên đây của tôi là xe này đường bị lỗi này. Khi tôi xóa lỗi rồi mà vẫn cứ xuất lỗi ra thì chứng tỏ đây là cảm biến oxy, đường bị vấn đề. Thì trên đây thì các bạn là một là phải thay cảm biến, thì chúng tôi đã kiểm tra rồi. Nguồn cấp cho cảm biến oxy đã có, nhưng mà cứ xóa lỗi thì sẽ nó mất lỗi trên đây nhá. Còn nếu chúng ta mà khi xóa lỗi xong rồi, reset xong rồi thì cái xe đi ổn định mà không xuất lỗi nữa, thì có nghĩa là chúng ta đã xóa lỗi thành công thì cảm biến không hư. Còn nếu chúng ta mà xóa lỗi mà lại xuất lỗi trở lại thì trên đấy sẽ có hai cái nguyên nhân. Thì chúng ta sẽ kiểm tra đó là cuộn sấy. Thì những cái dòng xe Biso hoặc những dòng xe như là SHI, BS hoặc là những dòng Yamaha ra thì sẽ có cảm biến oxy 4 sợi dây. Thì nó sẽ có 2 sợi dây để sấy và 1 sợi dây mát và 1 dây tín hiệu gửi về. Thì trên đấy thì các bạn sẽ kiểm tra một cái cách rất là đơn giản. Một là chúng ta sẽ sử dụng một bình ga 10 ly để chúng ta chùm hết cả một cái cảm biến, thì chúng ta sẽ cho được kết quả. Đó là khi chùm hết rồi, đủ nhiệt độ rồi thì nó sẽ lên đến 1V. Thì lúc đấy trong quá trình như vậy thì anh em đã làm sự thành công. Còn nếu chúng ta mà không có những thiết bị để đo kiểm thì cũng rất là khó khăn. Bây giờ thì xe đã được ok, tuy rằng đường báo cảm biến thì trường hợp này có nghĩa là xe đường trong tình trạng đi cũng có thể không ngon mấy, vì lý do là cảm biến oxy luôn báo trong tình trạng là nhạt tỷ lệ hòa khí, thì xe đi sẽ thứ nhất là hay bị nóng máy, thứ hai nữa là xe đi có thể là chở 2 hoặc là chở 3, có thể là bị yếu máy nhanh nhanh. Thì cái trường hợp này các bạn phải luôn luôn phải sửa hết những lỗi, hoặc là chúng ta phải thay những cảm biến, thì xe vận hành sẽ theo như nguyên bản của nhà sản xuất đưa ra, phải đạt được tỷ lệ A/F là 14.7/1, có nghĩa là 14.7 khí để hòa chung với 1 gam nhiên liệu. Đây các bạn này, chủ yếu là khi chúng ta coi về tất cả những thông số kỹ thuật thì nó phải đạt được 14.7 khí trên 1 gam nhiên liệu. Đây là những cái điều của các hãng như Honda, Yamaha, Suzuki và Biso và SOM luôn luôn mong muốn ở những cái tỷ lệ chuẩn theo đúng như tiêu chuẩn của đăng ký về môi trường mọi cái. Nếu tình trạng nhạt này thì xe cũng vẫn là hao nhiên liệu nha anh em, chứ không phải là hao không hao nhá. Nhưng mà tình trạng hao nhiên liệu đây á thì xe sẽ chạy yếu máy, buji sẽ trắng. Nhưng nếu tình trạng mà đậm nhiên liệu thì buji sẽ đen, nhưng mà xe thì chạy mạnh máy. Nhưng mà có điều thì một thời gian sau buri mình sẽ chết theo ngộp. Còn nếu ở tình trạng mà nhạt tỷ lệ hòa khí thì có thể là chết theo gì? Theo khô, có nghĩa là nhiệt độ tăng cao. Thì các bạn lưu ý khi chúng ta sử dụng một buri của dòng xe Biso thì người ta đã có ký hiệu ghi chết hết ở trên cái buri đó. Thì các bạn cũng lưu ý để chúng ta đọc trên những cái thông số trên những cái buri R thì nó là chống để nhiễu rồi, điện trở rồi. Còn đây thì tôi nhìn cái buri này nó cũng không ghi là vấn đề là số C mấy đây cơ. C8. CR8 thì có nghĩa là buri này đường trong chạy thì là rất là chuẩn, vì những cái dòng xe mà sử dụng bằng cảm biến nhiệt độ đó là dùng bằng không phải bằng dung dịch làm mát mà đường sử dụng bằng dầu á, thì nó sẽ rất là nóng, thì cần phải sử dụng những cái buri thì ít nhất phải C7 hoặc C8. Đó là những cái buri ở những xứ lạnh thì xe sẽ hoạt động sẽ tốt hơn, có nghĩa là xe nằm ở trong một cái hộc máy chỉ có giải quạt giải nhiệt bằng cái cánh quạt. Thôi xin chào tất cả anh em. Cái sách thì mấy nữa là anh sẽ phải thứ nhất là anh phải viết ra sách, xong rồi anh cần phải chụp hình ở những cái khi mà mình thay thế, như là thay thế dây thắng trong vòng 10 giây của những dòng xe Biso hoặc dòng xe Blade, và kể cả những cái dung đấy thì mình sẽ hoàn thiện từng mọi chi tiết để cho cái nhìn của anh em thấy rõ ràng hơn, thì lúc đấy mình mới gửi đến anh em. Còn hiện nay thì mình vẫn đang tổng hợp những hình ảnh đó, xong viết sách thì mình đã xong hết rồi, nhưng có cái hình ảnh thì mình chưa đưa vào để tổng hợp cho anh em
khi chúng ta cái thao tác để chúng ta thay sợi dây thắng đằng sau những dòng xe Piaggio, những dòng xe Upgrade, gọi là tất cả tổng hợp những dòng xe ga, thì các bạn chỉ thay một sợi dây thắng với mức độ là nếu anh em làm quen tay chỉ cần luồn một sợi dây thắng. Đây thì hôm nay tôi nói với các bạn có sẵn một sợi dây thắng ở đây. Thực chất khi các bạn nhìn để ý đấy, nếu một cái dòng xe này thì thường thì các bạn phải cắt cái dây đoạn chỗ này rồi, thì các bạn chỉ dở cái ốp này ra thôi. Một dây thắng này thì xin thưa mấy các anh em chỉ cỡ tần, khi các bạn làm đúng theo cách khi mình chia sẻ với anh em và mình sẽ viết ra sách, thì các bạn chỉ thay cỡ tầm 10 giây để chúng ta có thể thay một sợi dây thắng mới và cũ nha, là luồn thẳng trực tiếp. Chúng ta phải gỡ cái cáp này nha. Còn nếu ở trong trường hợp này có thể cái cáp này siết cứng quá thì mình thua. Còn nếu mà nó siết lỏng để chúng ta có thể rút được cái cơ sở dây thắng lên ấy, gọi là dây phanh á, thì các bạn cũng chỉ rút anh tuột là qua hết. Lưu ý có những trường hợp rút dây cáp này là cứng quá thì mình không thể nào đưa ra được nhé. Còn nếu không có rút dây cáp, các bạn cắt cái này thôi, thì cái dây thắng của các bạn cho tất cả dòng xe thì 10 giây đến các bạn nào làm lâu lắm thì có tầm độ 30 giây có thể chúng ta rút lên. Nhưng khi chúng tôi trực tiếp cho các bạn là phải bằng khoa học, và tôi sẽ hướng dẫn bằng từng chi tiết cách thức để chúng ta nối giữa dây thắng mới và cũ để thay thế một cách mà khoa học, chứ không phải là để mình chỉ nói qua một cái diễn đàn Facebook để đưa đến cho anh em nhé. Thì bữa đấy mình sẽ đưa cho tất cả trực tiếp luôn cho anh em về dòng xe Piaggio, kể cả dòng xe AT cho đến những dòng xe Upgrade, dòng xe Honda. Rồi xin chào tạm biệt tất cả nhé. Được rồi anh ạ.